Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Mới đây, một clip được người dân quay lại cho thấy, chiều tối ngày 20 tháng 11, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xe SUV hạng sang Lexus 5 chỗ đã tông liên tiếp vào một chiếc ô tô khác đang chạy cùng đường theo hướng ngược lại. Theo video quay lại một phần diễn biến sự việc, tài xế Lexus lùi xe lấy đà rồi ít nhất 2 lần tông trực diện khiến chiếc ô tô 5 chỗ bị đẩy lùi vài mét, đầu xe hư hỏng, két nước bị vỡ. Sau va chạm, một người đàn ông đến can ngăn thì tài xế xe Lexus mới đánh lái rẽ sang phải rồi rời đi. Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời ra quyết định bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai tài xế liên quan đến clip tông xe trực diện được chia sẻ trên mạng xã hội. Cả hai tài xế, trong đó có tài xế nữ bị bắt, giữ để điều tra hành vi, cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội khác có liên quan. Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20 tháng 11, Công an thành phố Bà Rịa nhận được nguồn tin và xác minh xác định ô tô biển số 60A86048 do chị PHBT sinh năm 1992, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai điều khiển và ô tô biển số 72A34335 do anh NDK, ngụ thành phố Bà Rịa điều khiển. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi đi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, chị T đã điều khiển ô tô tông vào đuôi ô tô anh K điều khiển. Vì bị tông nên anh Cao quay đầu xe, tông trực tiếp vào đầu xe chị T. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường, hậu quả hai xe ô tô bị hư hỏng. Sáng 13 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Nguyễn Duy Trinh. Theo thông tin ban đầu, xe container chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ cảng Phú Hữu về vòng xoay Phú Hữu. Khi đến gần ngã ba giao đường số 963, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức thì va chạm với xe máy do người đàn ông cầm lái chở theo vợ và con gái 6 tuổi. Sau đó, cả ba ngã xuống đường, người vợ bị cuốn vào gầm container không qua khỏi, hai người còn lại bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã có mặt trích xuất camera an ninh phục vụ điều tra. Chứng kiến tai nạn, người chồng đã ôm thi thể vợ khóc nghẹn khiến người đi đường không khỏi đau lòng. Người vợ được xác định là Nguyễn Thị Tê, 32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An. Đường Nguyễn Duy Trinh rộng khoảng 7m, đây cũng là đoạn đường có lượng xe tải, container lưu thông lớn. Trước đó, tuyến đường này nhiều lần có chủ trương đầu tư mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Trước đó, một vụ tai nạn khác cũng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong. Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 12 tháng 11, một ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, hướng đi đường Lê Văn Việt. Khi đến gần đoạn giao với đường số 15 thì bất ngờ va chạm mạnh với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại. Ô tô này lao sang làn đường ngược lại tông vào hai xe máy, rồi lao lên vỉa hè tông một xe máy khác. Chiếc xe gây tai nạn dừng lại sau khi lao vào sân một nhà dân. Vụ tai nạn là một cô gái trẻ tử vong, một số người khác cũng bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức phong tỏa đoạn đường, trích xuất camera an ninh phục vụ điều tra. Đến 21 giờ tối cùng ngày, chiếc ô tô cuối cùng trong vụ tai nạn mới được rời đi. Theo bà Chín chủ nhà, thời điểm trên trời mưa, bà đang mua bún riêu bên đường thì bất ngờ nghe tiếng rầm, nhìn lại thì thấy một ô tô tông vào nhiều ô tô khác, rồi lao sang làn đường bên cạnh tông sập vào nhà mình. Bà kể lại, ba mẹ con tôi thường ngày dọn xe cơm ra trước nhà bán từ 16 giờ đến 22 giờ. Hôm nay chủ nhật nên nghỉ một hôm, không ngờ lại may mắn thoát nạn. Xe cơm gia đình tôi đặt ngay trước tường rào, nơi ô tô tông sập. May mắn hơn xe không lao thẳng vào nhà vì lúc đó cả nhà tôi đang ở bên trong. Anh Tùng, một nhân chứng khác cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế mở cửa xuống xe đi loạng choạng. Tài xế sau đó cũng được đưa đến công an phường. Một nhân chứng khác cho biết, lúc đó nghe nhiều tiếng động rất mạnh. Tôi vội gọi xe đưa những người bị thương đến bệnh viện, nhưng cô gái trẻ đã không qua khỏi. Thật sự là giây phút kinh hoàng, người này nói. Sáng 13 tháng 11, liên quan vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng nói trên, Công an thành phố Thủ Đức đã tạm giữ tài xế gây tai nạn để điều tra về hành vi vi phạm luật giao thông dẫn đến tai nạn chết người. Tài xế là ông Phạm Cao Chí, 39 tuổi, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định, tài xế này đã dùng rượu bia trước khi xảy ra vụ tai nạn trên. Chiều 12 tháng 11, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng chức năng đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Trường Chinh. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, người dân sống gần giao lộ đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nghe tiếng động rất mạnh.
Họ chạy đến thì thấy hai xe máy nằm kề nhau trong làn ô tô đường Trường Chinh, gần đó là người đàn ông chừng 50 tuổi đã tử vong. Ba ô tô cùng va chạm liên hoàn gần đó, cách đó không xa là ô tô 7 chỗ. Lực lượng chức năng quận Tân Phú có mặt phong tỏa một đoạn đường, trích xuất camera an ninh phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy xe máy do người đàn ông chừng 50 tuổi chạy cùng chiều trong làn ô tô trên đường Trường Chinh với một xe máy khác do người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển rồi họ xảy ra va chạm. Cả hai ngã xuống đường, người đàn ông 50 tuổi bị ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều cán qua khiến ông không qua khỏi. Lúc này, ba ô tô khác cũng giảm tốc độ đột ngột dẫn đến tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn cách giao lộ Phạm Văn Bạch, Trường Chinh khoảng vài mét, có biển báo cấm xe hai bánh lưu thông trong làn ô tô từ 9 giờ đến 16 giờ và 20 giờ đến 6 giờ. Cũng trong ngày 12 tháng 11, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã làm việc với tài xế trong vụ tai nạn gây chết người tại vòng xoay Đức Mỹ, huyện Châu Đức mà báo Người Lao Động trước đó đưa tin. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 chiều 11 tháng 11, tại vòng xoay Đức Mỹ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Qua xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy do anh BQV, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai điều khiển lưu thông trên quốc lộ 56 theo hướng từ thành phố Bà Rịa đi thành phố Long Khánh. Lúc này, ô tô đầu kéo biển số 36H01852 do Huỳnh Thanh Nho, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Định điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 56, đang chuyển hướng rẽ phải vào đường Hội Bài, Đá Bạc. Tại đây, hai phương tiện xảy ra va chạm, anh BQV bị ô tô cán qua. Điều đáng nói là sau vụ việc, tài xế ô tô đã không dừng lại mà rời hiện trường. Một nguồn tin cho biết, qua trích xuất camera, lực lượng chức năng đã xác định được biển số xe gây tai nạn, từ đó liên hệ với tài xế và yêu cầu ra trình diện. Khoảng 21 giờ tối 11 tháng 11, tài xế đã đến trình diện tại cơ quan công an. Sáng 21 tháng 11, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông trên đường Cao Thắng. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19 giờ tối 20 tháng 11, nam tài xế khoảng 45 tuổi chạy ô tô trên đường Cao Thắng hướng đường Điện Biên Phủ đi Hoàng Dư Khương. Khi vừa ra khỏi giao lộ đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 thì bất ngờ ô tô va chạm với xe máy của một cô gái. Ô tô kéo theo xe máy và tiếp tục tông vào giải phân cách ngăn giữa hai làn đường. Tài xế ô tô xuống xe thì bị người dân giữ lại, cô gái bị đâm may mắn nhảy kịp ra khỏi xe nên không bị thương. Theo người dân, trước đó, nam tài xế bấm còi inh ỏi trong lúc dừng đèn đỏ. Sau đó qua giao lộ thì xảy ra vụ việc trên, họ cũng cho biết tài xế có dấu hiệu say xỉn. Trước đó ngày 11 tháng 11, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 56 đoạn qua huyện Châu Đức. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, trên quốc lộ 56 đoạn qua xã Bình Ba, huyện Châu Đức, ô tô 5 chỗ do một thanh niên điều khiển lưu thông hướng thành phố Bà Rịa về thị trấn Ngãi Giao. Khi đến địa điểm trên thì xe lạc tay lái băng qua trái đường, lao vào hàng rào của người dân, trượt dài hơn 30 mét. Chiếc xe tông gãy vào biển báo giao thông, sau đó húc đổ trụ điện bê tông rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến người chứng kiến kinh hãi. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị nát phần đầu, kính xe vỡ, toàn bộ túi khí được bung ra. May mắn tài xế chỉ bị thương tích nhẹ và thoát ra khỏi chiếc xe. Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng hiện đang khắc phục hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt, đồng thời lắp đặt lại đường điện. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.